tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm trước mình có đập hợp cái Goro là cái mình đang quay cho các bạn xem luôn nè. Thì ở đó là mình sẽ, các bạn nào chưa xem á thì mình xin nói lại là cái này là hôm trước là nó nằm ở trên ở trong cái hộp của các bạn. Đây là một cái miếng nhựa để gắn cái Goro mà nó bán ở trên cái hộp mình ở trong cái hộp á, rồi Đạt gỡ nó ra luôn. Thì hôm nay á Đạt sẽ tận dụng để các bạn ơi, Đạt sẽ lấy cái cưa sắt á để Đạt cưa cái gì này nè, lấy cái chốt gài này ra, rồi Đạt sẽ đặt lên cái nón bảo hiểm của mình để đi làm á các bạn, đi làm sẵn gài lên quay luôn thôi. Thì để xem có được hay không ha. Thì Đạt định hồi cắt xong á là Đạt dán lấy cây đốt dán lên luôn á các bạn. Thì đây Đạt đang có chuẩn bị rồi, Đạt sợ lửa đốt hột quẹt á các bạn, đốt lâu quá. Thì Đạt sẽ sử dụng cái đồ khò thịt chó này nha. Rồi còn cái này là cây cưa để một hồi mình cưa nó, và sau đó mình sẽ dùng keo đốt để dán nó lại nha các bạn. Rồi thì không liên huyên nữa, thì Đạt sẽ xin tiến hành làm luôn nha các bạn ơi. Thì thật sự thì trước giờ Đạt cũng không biết là có cưa được cái này hay không. Đạt nghĩ là cưa được mà nó không đẹp các bạn. Thì bây giờ thôi Đạt sẽ làm luôn nha. Bây giờ ngó ra ngoài xíu à. Oh man, trời xanh mây trắng các bạn ơi, vẫn là một ngày như mọi ngày thôi. Thôi tiến hành thôi. Các bạn ơi, thì bây giờ Đạt sẽ cưa luôn nha. Mà mấy bạn thông cảm nha, hiện tại cái cây quay mà mình để cho nó đứng cố định á, Đạt đang giữ cái Google này rồi, thì chi Đạt không có thể nào, không có còn cái cây quay nào để quay gần cho mọi người xem được. Mọi người thông cảm giúp Đạt nha, tại mình có một cái cây mà để đứng cố định đi cưa hà. Đáng lẽ mấy cái chỗ mà nhỏ nhỏ như thế này Đạt sẽ gắn thêm một cái máy quay gần cho các bạn dễ quan sát á. Còn cái này chỉ có một cái chân đứng này, chỉ mấy bạn thông cảm giúp Đạt nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem nè. Cái này là mũ, mình lấy cưa sắt mình cắt mũ này thì có lẽ là nó dễ đứt hơn các bạn. Đạt định làm cái clip này hổm gài rồi, mà tại hổm gài đi làm quá đâu có thời gian đâu. Bữa nay là ngày Đạt được nghỉ nè, hay chi Đạt mới quay cho các bạn. Nè các bạn ơi, nãy giờ mà Đạt cắt được như đây nè, cái này thì Đạt tưởng nó cũng cứng cũng khó đứng, mà cuối cùng nó dễ cắt hơn mình nghĩ các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, sau khi mà mình nãy giờ mình cắt thì nó cũng hoàn thành rồi nha. Các bạn xung quanh nè, nó nhem hết trơn rồi, nó bị nhem hết trơn các bạn ơi. Thôi nhưng không sao, như vậy thì Đạt cũng thấy là rất là ok các bạn ơi. Tại vì đây là lần đầu tiên mà Đạt cưa mà. Ôi mấy cái mạc đen nó dính tùm lum chân các bạn ơi. Một hồi mình sẽ để lên thế này nha, để lên thế này luôn. Ồ, không biết để gì được không ta. Ok, thì một hồi mình sẽ để như thế này nha các bạn ơi. Ồ, bây giờ thì mình sẽ thực hiện công đoạn tiếp theo là đốt keo cho nó nhiễu đầy trong này luôn nha. Của mình ụp vô đây cho nó dính nha các bạn. Rồi, không biết là cái thử nghiệm của cô này của mình có thành công hay không nha. Thật sự trong đầu Đạt nghĩ nha, đổ keo xong úp vô đây cái chảy keo tè le cho các bạn ơi. Không biết như thế nào, thôi thì cố gắng thôi. Go. Tiếp theo là tới công đoạn khè lửa nha. Này à, thì thật sự là bây giờ trời đang sáng thì chị với mấy bạn sẽ rất là khó thấy được cái lửa này luôn. Bây giờ Đạt sẽ
một hồi nó bật lửa lên hơi bị ồn nha, bạn sẽ minh họa bằng cách hơ cái miếng này vô nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở cái em nhỏ ở nhà là không được sử dụng cái này nha, cái này nó dễ phỏng lắm á. Các bạn có nghe tiếng không? Để đại chỉnh cho các bạn xem. Đây. Đây. Các bạn ơi, bây giờ thì cái nón mình nó đã dính, nó đổ vô về thì nó đã dính keo liền với nhau rồi. Bây giờ đã chỉ đợi nó khô thôi là mình sẽ lấy một cái vật nhọn gì đó mình thử hết mấy cái keo lớp ngoài ra nha các bạn, rồi và xem kết quả như thế nào nha. Rồi các bạn ơi, thì lay hoay sớm giờ cuối cùng thì Đạt cũng đã được một cái đống bảo hiểm mà có cái camera, có cái chút gài của camera nha các bạn. Đây bây giờ Đạt quay gần cho các bạn xem nha. Thì tuy mà cái chỗ mình làm nó có hơi chạy chuỗi chút xíu mà thôi, các bạn không cảm giúp Đạt nha, vì này là lần đầu mình cũng thử nghiệm mà mình nó không chắc nó thế nào, nhưng cuối cùng thật sự mình nói cái này thật sự là rất là chắc luôn á, rất là chắc. Ồ rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái Google mình gài lên nha các bạn ơi. Đấy. Ấy chà. Cái này tại mấy người kia có cái nón nguyên đầu các bạn, người ta đeo chỗ này chỗ kia được. Còn cái nón Đạt có nửa đầu à. Thì mình phải chịu thôi. Giờ để Đạt đeo lên thử xem.
Ok phết. Cảm giác đầu tiên mình đội nó các bạn. Tại cái nón này mình hơi lung lay nè. Nó nửa đầu là nó hơi lung lay mà. Thì chỉ đội nó thì nó cũng hơi nặng nặng trên đây. Nếu mà quay quay lại chậm thì không sao. Giữ nhanh này. Giữ nhanh thì nó sực lên sực xuống nha. Ây da. Nhưng mà thế này thì cũng ok phết. À. Rồi, kết thúc lại á các bạn. Thì cái clip này á Đạt chỉ muốn cho các bạn biết là cách mà Đạt thử nghiệm và trải nghiệm chia sẻ cái cách mà mình dán cái nút gài lên cái nón mô hiểm như thế nào các bạn. Thì thực sự keo này là keo đốt các bạn, mua có 1.000 một cây thôi, xài vừa hết một cây là vừa dán được nó luôn các bạn ơi. À, rất là tiết kiệm luôn nha. Bạn nào mà có xài thì thử áp dụng như mình nha. Mà này mấy bạn làm khéo khéo mà mình làm chạy hoa, chắc bữa sau mình sơn luôn cái nón này quá các bạn ơi. Này nó xấu mình phải sơn luôn, cái nào mà nó không đẹp mình không ưng thì mình sẽ tự xử nó lại. Rồi thì cuối cùng Đạt dán cái này á là sau này mà Đạt có đi làm mấy cái chỗ gì đặc biệt quá, Đạt sẽ gài lên cái nón mô hiểm và quay cho các bạn xem luôn nha. Đấy chứ đâu phải clip nào mà mình cũng đầu tư tiền vô, mình đâu có nhiều tiền tới vậy các bạn, mình còn để dành tiền mua một số món mà mình cần thiết nữa. Rồi thì clip của Đạt xin kết thúc tại đây thôi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem clip sớm giờ của mình nha. Đạt cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.